Các bệnh nhân mới ghi những thông tin cũng như đơn xin đăng ký được khám chữa bệnh tại phòng khám cha tường yêu thương cho không, nơi các thầy con của cha tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Các người nhà của bệnh nhân cũng đang chờ đợi cùng đi để đưa bệnh nhân đến đây. Bệnh nhân này đến từ Hà Tĩnh. Sao mình chưa điều trị đây? Có nghĩa là chưa xạ trị, chưa thoái trị, chưa tôi si mà chưa đốt luôn. Bác sĩ có đề nghị không? Ủa con nó ác tính, nó to quá ấy. Thì bảo là không có thuốc tắt, tắt đồ là bị nào. Thành là không nhờ như tim bị giảm nhẹ. Rồi lúc nào đau quá thì mình giảm đau thôi. Không có thuốc tắt nào. Vậy là hiện tại là đang điều trị triệu chứng nha. Vâng. Ở đây thì phòng chuẩn trị học cổ truyền, yêu thương cho không. Trước đó cha Thiên Lương Nguyễn Văn Tường đã hướng dẫn cho các thầy thuốc ở đây, thì ngoài các thầy cũng thực hiện theo đúng cái phương pháp của cha để mà giúp cho bệnh nhân ung thư trên tinh thần yêu thương thì sao không, thì sử dụng cái phương pháp là cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị ung thư. Thì hôm nay thì thầy cũng hướng dẫn lại cái phương pháp đó cho mình. Cái đối tượng mà các thầy nhận là những bệnh nhân ung thư đã hoàn thành cái quá trình điều trị tại đây rồi nè. Như cô lịch đây là không có quá trị nữa thì cô nói là nó quá nguy hiểm, nó không có phù hợp với mình. Thì cô không có áp dụng cái phương pháp điều trị tại đây cách đây 8 tháng rồi. Đó, thì hôm nay các thầy nhận. Còn nếu như cô đang điều trị quá trị hoặc xạ trị thì các thầy chưa nhận. Cho nên thì trường hợp này thầy nhận nè. Trường hợp này. Còn trường hợp bên đây á, là cái ca gan á, của em Cao Văn Công, thì cái khối u nó lớn và bác sĩ á, vô quá chất không được, cũng nguy hiểm, sức khỏe không đủ nên có điều trị triệu chứng là uống thuốc giảm đau đó, thì ở đây các thầy cũng nhận luôn điều trị triệu chứng ở đây hỗ trợ điều trị bệnh ung thư và phương pháp cháo nano, thảo dược nano. Cái phương pháp cháo nano thảo dược nano hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, ở đây là phòng chuẩn trị học cổ truyền sử dụng phương pháp hỗ trợ điều trị nha. Ở đây không phải là phương pháp điều trị bệnh ung thư. Điều trị ung thư thì chỉ có tây y thôi, tây y mới là điều trị bệnh, còn ở đây là hỗ trợ điều trị bệnh nha. Thì cái phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh này bằng cháo nano, thảo dược nano, thì trong quá trình mình điều trị đó thì thời gian là 3 tháng. Trong 3 tháng đó mục tiêu của mình là mỗi một bệnh nhân sẽ có cái hồ sơ đầu vào á, có hồ sơ đầu vào, đây là hồ sơ đầu vào ha. Sau một thời gian điều trị xong, mình sẽ cho đi kiểm tra tại các bệnh viện lớn như bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Bình Dân, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, ví dụ vậy, hoặc bệnh viện Thiên Âm, cho nên kiểm tra mình so sánh hai cái hồ sơ đó đó, cái hồ sơ đầu vào, cái thuốc nó là bao nhiêu, rồi cái chỉ số dấu ấn ung thư nó là bao nhiêu, mình so sánh qua lại với nhau để mình coi cái phương pháp này có hiệu quả hay không, áp dụng trên bệnh nhân và sức khỏe của mình nữa. Ví dụ như hôm nay mình sức khỏe như thế này, rồi 3 tháng sau mình kiểm tra thấy sức khỏe mình tốt hơn, mình điều trị hiệu quả hơn, đó là cái phương pháp mà các thầy sẽ áp dụng. Về cháo nano á và thảo dược nano, đây là phương pháp bỏ đói tế bào ung thư nha. Phương pháp bỏ đói tế bào ung thư
Bây giờ thầy muốn cho mỗi bệnh nhân của mình hiểu được một cái vấn đề để trong suốt quá trình điều trị mình biết mình phải làm cái gì. Đây là cái bảng axit kiềm, đây là cái thang axit này, bên đây là kiềm. Mỗi một bệnh nhân khi mình vào đây mình phải biết cái pH axit kiềm trong cơ thể mình có ba loại pH là pH máu, pH nội môi và pH nước tiểu. Đó, ba loại pH: pH máu, pH nội môi và pH nước tiểu. Cái pH máu đó là không thay đổi. Nếu mà cái pH máu nó thay đổi thì nó sẽ nguy hiểm tới tính mạng của mình, nên cái này nó cố định, nó không thay đổi. Cái pH nội môi là cái các thầy đang nói tới đó. Cái cơ thể của mỗi một người khỏe, khỏe mạnh cũng phải tính tới cái bảng này. Có nghĩa là khi mình khỏe đó, mình ăn uống cái gì vào, thực phẩm nào vào, cái thực phẩm đó nó có tính axit nè, có tính trung tính nè, có tính kiềm nè, thì nó đưa vào cơ thể, nó chuyển hóa một lần nữa, nó chuyển thành axit, chuyển thành trung tính, nó chuyển thành kiềm. Mà những người nào mà ăn uống nó nghiêng về axit á, cơ thể mình mà nạp những thực phẩm nó nghiêng về axit, nó sẽ dễ bệnh. Còn cơ thể mà mình nạp thực phẩm kiềm á thì sẽ khỏe mạnh. Do đó cái quá trình mà mình tích lũy cái sức khỏe của mình qua ăn uống là mình phải lưu ý cái bảng này. Cái thực phẩm axit nó bao gồm các loại thực phẩm nó có cồn nha. Cái nào nó có cồn, ví dụ như rượu bia đó là cồn. Cái thứ hai nữa là đạm động vật. Thứ ba là hóa chất. Hóa chất trong thực phẩm á. Đó. Nhìn nha. Nhìn đó. Còn thực phẩm bên kia nó có ra sao? Ok. Nước kiềm, đây nhá, 8.5, 9.5, tờ chán, thảo dược. Thảo dược thì có rất nhiều loại, ví dụ như nãy trước khi chú nói là bạc hà núi với bông đu đủ đực đó, thì nó cũng là thảo dược, mà bản thân nó là kiềm, cho nên là nó cũng hỗ trợ trong quá trình khống chế cái bệnh lý. Khi một người khỏe mạnh, mình nạp những cái loại thực phẩm có chứa cồn nè, ví dụ như mình uống rượu bia có cồn, các loại thực phẩm đạm động vật, thịt, cá, trứng, sữa, nước yến rồi đó, nó là axit, nó tạo lên môi trường axit trong cơ thể. Và khi tạo ra môi trường axit trong cơ thể như vậy, nó sẽ làm mình bệnh, đặc biệt là đối với người bệnh ung thư. Đây là cái môi trường thuận lợi để tế bào ung thư phát triển. Mọi người lưu ý ha. Cho nên là trong suốt quá trình điều trị, các thầy cho bệnh nhân ở đây áp dụng cái chế độ ăn á, là hoàn toàn loại bỏ này đi, không cho mình sử dụng cái này nhớ nha. Nhưng ngược lại mình sẽ được sử dụng cái thực phẩm có kiềm. Mấy bệnh nhân mình với người nhà đó, phía sau mình ngồi gần lên chút, đặng mình dễ theo dõi cho mình nghe. Các loại thực phẩm có kiềm để chi? Để cái môi trường pH nội môi nè nó sẽ thay đổi. Cái này nó sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng mà không thay đổi liền, nó thay đổi theo tháng. Còn cái pH nước tiểu nè là nó thay đổi rất nhanh. Mình sáng mình ăn, mình uống những loại thực phẩm nó có axit, thì chiều mình tiểu ra là thì cái loại nước tiểu đó là nó có axit, nó thay đổi trong ngày. Còn cái này là nó thay đổi theo thời gian là 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng nó mới đổi được cái môi pH nội môi. Và pH nội môi nó quyết định cái sự thành công của cái quá trình điều trị bệnh, cái hỗ trợ điều trị. Cái cơ thể mà có pH nội môi nghiêng về kiềm á, thực phẩm kiềm á, ăn vào thì nó khống chế được bệnh lý ung thư.
cơ thể mình đã biết là sẽ được phát triển. Thì mỗi một bệnh nhân vô đây mình có cái sức phát điểm khác nhau. Ví dụ như cô ở nhà, cô ăn uống rau xanh trái cây nhiều nè, cô ít ăn cá, ít ăn thịt nè, thì cái pH của mình nó có thể nó hơi nghiêng dạ tiếp một chút. Tiếp ở đây ví dụ như em trai này đi, mà đó giờ thí dụ thôi nha, thầy không nói gì mình trước sao, mà thầy thí dụ nha. Ví dụ như em đó, hút thuốc nè, em uống rượu nè, em ăn đạm động vật nè, em ăn nhiều nha, em không có ăn rau xanh trái cây gì, em ăn nhiều thì cái môi trường pH mọi môi của em đó, nó nằm ở đây. Thì cái quá trình mà 3 tháng này nè, các thầy phải chuyển em từ và chuyển cô về từ pH nội môi acid đó. Đây là quá trình này gọi là kiềm hóa cơ thể, kiềm hóa cơ thể nha. Đây là cái quá trình mà mỗi bệnh nhân vô đây trong suốt 3 tháng các thầy phải theo dõi coi mình ăn uống như thế nào, có kiềm hóa hay chưa. Ví dụ như hôm đó mình ăn như vậy đã đủ những cái loại thực phẩm mà các thầy yêu cầu hay không. Cháo nano á, cái phương pháp cháo nano nè là cố định nha. Vô đây mình không được phép ăn cơm, không được phép ăn bún, phở, hủ tiếu, bánh canh gì hết. Mình chỉ được phép ăn cháo nano thôi. Cái cháo nano này nó có tác dụng như thế nào đối với bệnh ung thư thì thầy dành một cái buổi khác để thầy nói gì đó. Tại nhiều thời gian đó mình không nói hết đâu. Nhưng cái này là trọng tâm nè, trọng tâm trong quá trình điều trị, hỗ trợ điều trị ở đây. Thì mình ăn cái này và những loại rau xanh trái cây đó là thức ăn phụ, các thầy sẽ áp dụng cho nó sao riêng từng bệnh nhân, mà có thể áp dụng riêng cho ví dụ như em ăn khác, cô ăn khác đó. Để chi? Để mình kiềm hóa cơ thể, từ cơ thể axit sang cơ thể kiềm. Ví dụ có những người mà người ta ăn uống kỹ lưỡng, người ta không có nạp cái axit đó, mà người ta chỉ tập trung ăn kiềm không á, thì cái thức phát điểm người ta ở đây nó có sẵn là cơ thể kiềm rồi, thì quá trình điều trị rất nhanh. Còn mình thì mình ở đây nè, mình phải đi từ đây về đây, chừng nào cái cơ thể mình mà nó đạt cơ thể kiềm thì cái bệnh lý nó mới dừng. Còn nếu mà cơ thể mình còn axit là nó cứ tiến tới thôi, nhưng mà nếu mà mình ngưng ăn cái này đó thì nó sẽ tiến tới, nhưng tiến tới chậm thôi so với mình để ăn tự do. Ví dụ như mình tiếp tục mình đã bắt bệnh ung thư mà mình tiếp tục mình nạp cái này vô thì cái khả năng mà cái cơ thể của mình nó axit là cái bệnh lý nó cứ đi lên thôi chứ nó không dừng lại. Cái đạm động vật này nó phù hợp với cái quá trình xạ trị, hóa trị hoặc phẫu thuật, nhưng mà nó sẽ không phù hợp với một cái người đang áp dụng cái phương pháp này. Thầy nói không phù hợp khi mình sử dụng phương pháp này thôi, chứ thầy không có nói xa hơn. Nhưng nó sẽ phù hợp với phương pháp xạ trị, hóa trị. Bởi vì nếu như mình không ăn cái này á, mình không có hồi phục nhanh. Mà không hồi phục nhanh thì ví dụ như vô quá chất 21 ngày là mình cái sức khỏe mình đi xuống, mà mình không ăn cái này thì mình không đủ sức để mình vô quá chất được cái nên bắt buộc mình ăn. Còn riêng cái phương pháp này ăn cái này nè, mình ăn những loại rau xanh, ăn những loại trái cây, những loại đạm thực vật nó là đủ chất rồi, cho nên mình không có thiếu, mà nó cũng không ảnh hưởng từ những cái tác hại giống như quá chất, cho nên mình không cần phục hồi phục nhanh từ đây, cho mình hoàn toàn mình loại bỏ được cái này. Lúc này mình hiểu ha, trong 3 tháng mình ở đây, nhiệm vụ của các thầy làm sao đưa bệnh nhân từ cơ thể môi trường pH nội môi là acid này sang pH nội môi là kiềm, và khi kiềm rồi thì cái bệnh lý mình đã dừng. Ít nhất thì cái quá trình điều trị mình đã kiểm soát được cái bệnh lý của mình. Được chưa? Lúc này mình hiểu ha. Cho nên là mỗi ngày á, các thầy ở đây, các thầy chăm sóc bệnh nhân của mình, theo dõi, các thầy điều chỉnh cái chế độ ăn, bên cạnh cháo, bên cạnh rau xanh, trái cây, hoặc là các loại thực phẩm, thảo dược gì đó, nó phù hợp với cái bệnh lý của mình. Cho nên mỗi ngày mình phải có mặt ở đây để các thầy hướng dẫn. Rồi sau đó mình về nhà trọ để mình nghỉ ngơi. Cái thời gian mà mình ở nhà trọ đó, thì mình tập hít thở, giống như là ngồi thiền vậy đó,
mình tập thích thở. Bây giờ thầy nói thêm một chút về cái cháo nano nha. Cháo nano, tại sao mình lại ăn cháo nano mà lại không được phép ăn cơm trong quá trình điều trị? À, bún phở, hủ tiếu, bánh canh gì đó, tại sao bệnh nhân không được ăn? Thì trong cái hạt gạo á, hạt gạo nha, đây nó có cái chất chiên chiên, đây là cái vỏ nha, bên ngoài hạt gạo nó có cái lớp bên ngoài, nó có chất chiên chiên. Cái chất này gọi là chất ức chế nảy mầm. Cái chất này chất ức chế nảy mầm ở trong cơm nè, ở trong cháo nè. Cháo mà mình nấu vào cái nồi nấu cháo hoặc là nồi cơm điện bình thường á thì gọi là cháo bình thường đi. Bún, hủ tiếu đi. Nó làm những thứ này thì cái chất này nó còn đi. Ở trong này nè, những cái thứ này nè thì nó còn cái chất này. Khi đi vào cơ thể đối với một người bình thường á thì mình cần có những cái enzyme. Khi mình ăn một loại thức ăn nào đó, cơ thể mình sẽ tạo ra cái enzyme nó phù hợp để nó tiêu hóa cái loại thức ăn đó. Thì cái chất này vô trong người, khi mình ăn cơm nè, ăn bún, ăn cháo nè, ăn hủ tiếu nè, chất này vào trong người thì cơ thể mình sinh ra cái chất này để tiêu hóa được cái này. Và đối với người bệnh ung thư á thì cái hệ miễn dịch nó đang chống lại cái bệnh. Ví dụ như lympho, nó tạo ra lympho. Ví dụ như miễn dịch nó tạo ra những cái này để nó chống lại bệnh, mà cùng lúc cơ thể nó sản sinh cái này, nó củng cố lại hệ miễn dịch. Nó làm hai việc thì mỗi việc nó làm 50%. Mà hệ miễn dịch nó làm có 50% thôi. Bây giờ muốn cho nó lên 100% thì cái chất này phải loại bỏ đi. Làm sao không có chất này thì cơ thể nó không sản sinh cái này thì nó mới tập trung được bên đây. Đúng rồi. Thì mình phải nấu cháo nano này bằng nồi áp suất. Bằng nồi áp suất. Khi mà cái nhiệt độ cao, áp suất cao thì cái chất này nó mới tiêu hủy đi đó. Mà trong cơm là trong cháo bình thường là trong bún nè, trong phở hủ tiếu là nó không có tiêu diệt được, nó vẫn còn. Thì cơ thể lúc đó nó sản sinh enzyme để tiêu hóa này, nhưng mà khi nấu bằng nồi áp suất thì cái chất này nó mất đi, thì cơ thể không phải tạo cái chất này đó, nó tiêu hóa được. Thì lúc đó nó không còn làm việc trên cái hệ thống tiêu hóa nhiều, mà nó tập trung vào hệ miễn dịch nhiều. Nó sẽ làm 100%. Đấy chưa? Bây giờ nó nâng cao cái hệ thống miễn dịch lên, nó nâng cao được cái khả năng chống bệnh của cơ thể. Tại vì ban đầu nó phải chia diệt qua đây, làm hai việc. Bây giờ nó chỉ cần làm một việc thôi, tập trung chống bệnh thôi, thì cái quá trình chống bệnh nó sẽ hiệu quả hơn. Đó là lý do tại sao mình ở đây mình điều trị 3 tháng, tiêu hóa cơ thể và ăn cháo nano để nó tăng thêm cái hệ thống miễn dịch mình lên. Mình không sợ thiếu chất, bởi vì mình bên cạnh đó các thầy còn cho mình ăn phụ, rau xanh, trái cây và các loại đạm nữa, các loại thực phẩm khác tùy vào cái sức khỏe của mình. Bên cạnh cái cháo nano này đó, cho nên mình không sợ thiếu chất. Mình tập trung vào cái tiếp theo là cái thảo dược. Thì cái thảo dược này nó có chất chống oxy hóa hàng tháng. Với cái thẻ này đó, mình tới đây mình nộp cho bảo vệ, xong rồi mình vào đây mình bắt số thứ tự rồi mình khám bệnh bình thường. Mình đi về mình lấy lại nha. Cái thẻ này á, là mình là người bệnh nhân ở đây, thì khi đó mình giữ cho kỹ, tại vì chính quyền địa phương ở đây và người dân ở đây khi họ thấy cái thẻ này của mình, họ biết mình là người bệnh, mình tới đây thì mọi người ta sẽ giúp đỡ, người ta hỗ trợ cho mình.
tránh cái trường hợp ví dụ tới đây mình gây rối trật tự, hoặc là những người mà người ta mạo danh người ta dễ dàng vô, hoặc là còn xấu á, họ trà trộn vào những người bệnh ung thư, họ tới địa phương này họ gây mất trật tự, thì mình có cái này để phân biệt so với những người đó, những người đó thì những người xấu hay gì đó, mình có cái thẻ này là mình được bảo vệ đi khám bệnh, và mình có thẻ này là biết bệnh nhân ở tại phòng khám này. Khi mà mình tới đây mình chữa đó, thì mình sẽ làm một cái đơn, đơn này là đơn đăng ký hỗ trợ điều trị bệnh ở đây, thì mình tự nguyện tới đây chứ các thầy không ép mình khuyến khích mình tới đây để điều trị, mà là mình đã điều trị tại Tây Y rồi mà không phù hợp với mình thì các thầy cũng có một cái phương pháp hỗ trợ điều trị cho mình. Thay vì ở nhà mình kiếm thuốc nam, mình kiếm hết người này chỉ mình kia chỉ, mình vô đây các thầy có phương pháp điều trị của cha, thầy hướng dẫn cho mình thì mình yên tâm hơn và nó lại có hiệu quả. Nói trước đó những bệnh nhân điều trị hỗ trợ điều trị họ có kết quả thì mình cũng tự tin hơn. Ở đây các thầy chữa bệnh hỗ trợ điều trị bệnh là hoàn toàn miễn phí, không có tốn tiền trong suốt quá trình điều trị ở đây. 3 tháng mình ở đây là được các thầy chăm sóc tận tình hỗ trợ cho mình, ví dụ như vào phòng khám ban ngày là đi khám, ban đêm mình về nhà trọ mình nghỉ ngơi một ngày chỉ một lần thôi, đi khám thì một lần xong về nhà trọ nghỉ ngơi. Và trong thời gian mà mình ở nhà trọ nghỉ ngơi đó thì có những cái khó khăn gì cứ liền điện thoại hỏi thăm các thầy, và các thầy giúp gì thì các thầy giúp hướng dẫn cho. Nhưng mà trong quá trình điều trị thì mình tuyệt đối tuân thủ theo lời các thầy nha, hướng dẫn sao làm như vậy. Đặc biệt là không được phép ăn đạm động vật nha, không ăn đạm động vật. Nhớ nha, bệnh nhân phải lưu ý, để mà ai đăng ký vô điều trị ở đây thì không được phép ăn đạm động vật, thì nó có tính axit hồi nãy mới nói đó, nó sẽ làm bệnh lý của mình nặng hơn, thì mình tuyệt đối không được phép ăn đạm động vật. Còn đối với người đi nuôi bệnh, người đi nuôi bệnh cũng sẽ không được phép ăn đạm động vật, chứ không phải là bệnh nhân không, mà phải là người nuôi nữa. Tại vì người nuôi là người chăm sóc bệnh nhân, mình ăn tự do bệnh nhân thèm. Thứ nhất, thứ hai là khi mình nấu nướng cho bệnh nhân á, mình không ăn đạm động vật, mình tập trung mình ăn những cái loại rau xanh trái cây gì đó mà các thầy hướng dẫn cho bệnh nhân đó, thì mình nấu nướng mình tập mình chế biến cho bệnh nhân, thì mình ăn mình biết cái nào ngon nào dở, hoặc là mình biết cái niêm nếm dừa vị chưa mình cho nó ăn, mình ăn chung như vậy mình làm một cái động lực lớn cho bệnh nhân của mình. Ví dụ như mình ăn đi, ăn chị ăn chung với mẹ chị đi, thì chị động viên tinh thần mẹ chị, lại cố gắng lên, con cũng ăn giống mẹ vậy. Tự động mẹ ăn được. Còn nếu như chị ăn không được, sao mẹ chị ăn được? Dạ, bữa là mẹ chị bỏ cuộc à? Xin về. Thì thật ra thì cái này thầy nghĩ nó dễ chứ không khó đâu. Quan trọng là mình có cái sự động viên tinh thần từ người bệnh, từ người nuôi. Ở phía sau lưng mình, ở nhà, gia đình mình, ngoài quê, ngoài Hà Tĩnh, còn rất là nhiều người thân nữa. Trong chờ mình có kết quả tốt mang về. Con, cháu, chồng, con, nhiều người động viên tinh thần, thì người thân ở đây nè là người động viên tinh thần lớn nhất, cho nên phải kết hợp với các thầy nha. Bản thân cái người đó đó, cái thầy không có liên quan đến cái vấn đề ăn đạm động vật hết trơn á, người nuôi mà, thầy chỉ quan trọng người bệnh thôi, nhưng đối với người bệnh tâm lý cũng rất là quan trọng. Tâm lý mà dao động một cái là không làm gì được hết, cho nên lưu ý người bệnh phải ngưng ăn đạm động vật, thì chính người nuôi cũng ngưng ăn và phải ăn cháo nha. Các thầy ở đây có 5 cái điều kiện để cho mình thực hiện tốt cái quá trình điều trị. Thì cái ngày thứ 3 đó, lúc 3 giờ chiều thì sẽ hướng dẫn 5 cái điều kiện đó cho bệnh nhân mới. Còn bây giờ thì mình nói cơ bản vậy thôi. Còn một cái vấn đề cái tiếp là người nuôi không được phép bỏ bệnh nhân ở lại một mình. Ví dụ như hôm nay đăng ký vô đây hỗ trợ điều trị thì mình đã sắp xếp công an việc nhà hết rồi, việc làm ở nhà để mình tới đây mình giúp hỗ trợ cho 3 tháng, là có nghĩa mình đã sắp xếp công việc nhà.
chứ đừng nói vô đây rồi 2-3 ngày sau đó thầy ơi cho em xin về vài ngày để mẹ em ở lại đây, mẹ em khỏe mà không được, thầy không có cho. Ở đây bệnh nhân phải có người nuôi, thứ nhất là để động viên tinh thần, thứ hai giám sát cái quá trình ăn uống ngủ nghỉ, nhiều khi đâu biết được nửa đêm nửa hôm trúng gió hay sao khó chịu lên không biết kêu ai, lạ không à. Mặc dù trần sớm láng giềng ở đây rất là thân thiện, chủ nhà trọ cũng thân thiện, người dân cũng thân thiện, chính quyền cũng thân thiện, giúp đỡ hết mình đó. Nhưng mà nửa đêm mọi người ai có nhà nấy ta ngủ, mình cũng ngủ đâu hay đó. Các thầy thuốc nữa cũng đâu biết mình sao, cho nên là phải có người thân lúc nào cũng bên cạnh bệnh nhân, không có bỏ bệnh nhân ở lại ngoài. Ở đây các thầy không có cho mình mướn hoặc mượn người nuôi bên ngoài, mà chính người thân á, đó là người đi chăm, người thân của mình đi chăm cho mình thì không có bỏ mình được. Còn người ngoài mình có thể mướn người ta được hết, nhưng người ta bỏ mình khi mà mình khó chịu đó, đi bệnh viện nằm hay gì đó người ta sợ, người ta rất là ngại. Cái vấn đề là sợ có ảnh hưởng tới họ hay không đó, sợ liên lụy. Nên thử cho nhiều khi mình đi bệnh viện người ta không có đi theo đâu, ta điện cho người thân lên giải quyết sao giải quyết, cái đó là gọi là trá hình. Ví dụ như đi theo với bệnh nhân vô phòng khám là hai người đi, rõ ràng thì thấy có hai người đi đó, nhưng mà về nhà trọ còn lại có mình bệnh nhân này là không được, bắt buộc phải có người thân chăm sóc. Trong suốt quá trình điều trị thì mình hoàn toàn chịu mọi rủi ro, không thư kiện, không chi cứu, không bồi thường. Thì đi mình đi điều trị tại tây y cũng vậy, phẫu thuật mình phải làm cam kết đó. Chứ ở đây các thầy hỗ trợ cho mình bằng hết cái chuyên môn, bằng hết cái năng lực, bằng hết cái phương pháp điều trị. Đôi khi nó có những cái rủi ro không mong muốn xảy ra thì người nhà bệnh nhân cũng phải vui vẻ đồng ý thôi. Chứ thưa kiện đòi bồi thường các thầy 100 triệu lấy đâu các thầy trả ha. Cho nên là làm cái giấy thủ tục như vậy, khi mà mình làm giấy rồi á thì các thầy ở đây các thầy sẽ theo dõi mình, thầy sẽ cấp cho mỗi một người một cái cuốn sổ theo dõi. Cái cuốn sổ theo dõi này là mình điền thông tin mình vô, điền cái mã số mình vô, địa chỉ, số điện thoại, rồi mỗi ngày mình sẽ viết nội dung sức khỏe mình giống như viết nhật ký vậy đó. Hôm nay mình ăn uống làm sao, mình ăn phụ sao, thảo dược sao, có những loại thuốc tây mình đang dùng đó thì mình ghi vô. Ngủ nè, ngủ ngon hay không, đại tiện tiểu tiện, rồi tập dưỡng sinh, rồi những cái triệu chứng trong ngày, để khi đó các thầy nắm rõ sức khỏe của mình. Rồi quá trình mà các thầy kiểm tra sức khỏe trên này, các thầy làm việc nó nhanh chóng, mà bản thân các thầy quản lý được sức khỏe của bệnh nhân nữa. Ở đây là có một cuốn như vậy là có 90 trang, là tổng cộng là 3 tháng đó. 90 trang, thì mỗi ngày mình viết một trang, rồi chụp cái trang tập này cho thầy, rồi chụp cho thầy còn lại. Nhớ nha, buổi sáng là chụp thầy Thanh, buổi chiều là chụp cho thầy Quý hoặc là thầy Tiến, để theo dõi nha. Rồi còn cái hồ sơ, cái hồ sơ này lát nữa thầy mượn lại đây, thầy sẽ scan vô trong máy rồi thầy trả lại cho bệnh nhân và người nuôi cái hồ sơ gốc. Ở đây các thầy không giữ hồ sơ của bệnh nhân, tất cả đều lưu trong máy tính hết rồi, nên cái này thầy trả lại. Cái hồ sơ đầu vô cũng vậy, hồ sơ đầu ra cũng vậy. Sau này ví dụ như trong 3 tháng đó các thầy bệnh nhân đi khám tại bệnh viện lớn đó, rồi sau đó có hồ sơ gốc của hồ sơ sau, rồi cầm ở đó thầy cũng scan vô máy luôn, so sánh giữa cái đó và cái mới nhất để coi cho sức khỏe mình nó như thế nào, cải thiện sao, nó giảm sao đó. Rồi đánh giá quá trình điều trị, hỗ trợ điều trị mình có tốt hay không. Vậy ha, bây giờ thầy sẽ phát cho bệnh nhân ở đây, nhờ bệnh nhân bên chỗ anh của em Cao Văn Công.